Bây giờ câu số 1 có 5 gói bột màu trắng NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3 và BaSO4. Đề nó chỉ luôn là chỉ dùng nước và khí CO2 trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trên. Cô chỉ được phép dùng CO2 với nước thôi. Dạ. Yeah. Vậy bây giờ cô sẽ có bài làm như sau. Bây giờ lưu ý là khi mà chúng ta nhận biết thì bao giờ chúng ta cũng phải làm gì? Trích mẫu thử. Còn nhớ nhé, chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải trích mẫu thử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhỏ nước, cho nước dư vào 5 mẫu thử. Dạ. Yeah. Rồi. Mẫu thử tan là gì? NaCl là 1 này. Na2CO3 là 2. Na2SO4 là 3. Dạ. Yeah. Còn mẫu thử không tan là ai? Là BaCO3 này. BaSO4 này. Đó. Thực ra là cái chỗ này mà chúng ta cho nước vô như vậy là nó là phương pháp vật lý đó các con ạ. Nhưng mà phương pháp hóa học đâu. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ cho cái này là nhóm 1. Cái này chúng ta sẽ đánh dấu nhóm 1. Như vậy chúng ta có nhóm 1 của chúng ta là gì? Là NaCl, Na2CO3 và Na2SO4. Còn nhóm 2 của chúng ta là ai? BaCO3 và BaSO4. Đồng ý chưa? Đó. Cái nhóm 2 của cô là có 2 hai chất, còn nhóm 1 là cô có 3 chất. Bây giờ các con coi nè. Mình biết đó là BaCO3 và BaSO4. BaCO3 và BaSO4 là hai muối không tan trong nước. Tuy nhiên, cái BaCO3 là muối của axit yếu, còn BaSO4 là muối của axit mạnh. BaCO3 là cái muối carbonat, mà cái muối carbonat là nó có tính chất là gì? Nó tan được trong môi trường nước có sục khí CO2 vào. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Sục tiếp CO2 vào nhóm 2. Lúc đó trong cái nhóm 2 của chúng ta đã có sẵn nước rồi nghe. Đó, nhắc lại, đã có sẵn nước trong đó rồi. Thì cái nào? Mẫu thử nào tan là BaCO3. Đồng ý chưa? Mẫu thử nào tan là BaCO3. Còn mẫu thử không tan, không tan là BaSO4. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta biết BaCO3 cộng với H2O cộng với lại CO2 thì nó sẽ ra BaHCO3, tất cả hai lần là muối tan. Đó. Như vậy là chúng ta đã biết nhận biết được. Như vậy là đã nhận biết được ai? BaCO3 và BaSO4. Cô đã biết rõ ai là BaCO3 và ai là BaSO4. Vậy bây giờ nhóm 1 cô làm cái gì? Đối với nhóm 1. Bây giờ này cái nhóm 1 nè, cả ba cái muối này là đều là chất ký tụ hết. Vậy thì cô sẽ, nếu cô dùng CO2, cô không tác dụng được với cái muối nào hết trơn. Cô dùng CO2 thì cô không tác dụng được muối nào hết trơn. Còn nước thì cô đã dùng rồi. Nước cô đã dùng để nhận biết ba cái muối đó rồi. Vậy giờ cô dùng CO2 vô thì CO2 cũng không tác dụng được với ai? Cô nói rất là cũng không đúng. Bởi vì CO2 tác dụng được với Na2CO3. Tuy nhiên khi CO2 tác dụng Na2CO3 trong nước thì đó tạo thành NaHCO3. Nhưng mà cái NaHCO3 nó cũng tan trong nước luôn. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa nè?
Vậy bây giờ này, cái nhóm 1 là cô không thể dùng cái nước và CO2 để cô nhận biết nữa. Cái nhóm 1 là cô không thể dùng CO2 với nước để nhận biết nữa. Mà khi đó là gì? Khi đó cô sẽ dùng như sau các con nha. Bây giờ nè, cô sẽ lấy, cô sẽ lấy cái BaCO3, cho nước vào, rồi sục CO2 đến dư vào. Rồi cô sẽ thu được cái gì? Thu được dung dịch BaHCO3 tất cả hai lần. Đó. Rồi lúc này cô mới nhỏ dung dịch này, nhỏ dung dịch, cô mới nhỏ dung dịch BaHCO3 tất cả hai lần vào nhóm 1. Đó. Đó. Cô nhỏ dung dịch BA và nhóm 1, nhóm 1 cái này đã có sẵn nước rồi nha. Có sẵn nước khi nãy cô đang là cô nhận biết lúc ban đầu á, được chưa? Thì rõ ràng nè, BaCO3 là tham gia phản ứng trao đổi với hai cái muối đằng sau đây nè. Đó. Và chúng ta sẽ có là mẫu thử nào có xuất hiện cái tủa là gì? Là Na2CO3 và Na2SO4. Còn mẫu thử không hiện tượng là NaCl. Mẫu thử không hiện tượng là NaCl. Như vậy là cô biết được cái gì? Đã nhận biết được NaCl. Chúng ta coi này, BaHCO3 tất cả hai lần nè cộng với Na2CO3 này là sẽ ra BaCO3 cái tủa này, đồng ý chưa? Cộng với hai lần NaHCO3. Các con nhớ cái dấu cái tủa vào nghe. Cô không chèn cái dấu cái tủa vô nhưng mà con nhớ cái dấu cái tủa vào. Đó, ra cái tủa Ba4 nè. Cộng với hai lần NaHCO3. Ok. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Như vậy là gì? Cô đã biết được NaCl rồi. Vậy còn hai cái cô chưa biết. Đó là Na2CO3 và Na2O4. Vậy làm sao để nhận biết chúng cho dễ? Cô lọc lấy cái tủa. Như vậy là cô có cái tủa BaCO3 rồi BaSO4. Được chưa? Vì sao cô phải lọc lấy cái tủa? Cô sẽ lọc lấy cái tủa và cô đi nhận biết hai cái tủa này. Mà cách nhận biết là xem lại ở đến như sau đây. Đây nè, cô nhận biết hai cái tủa này. Lọc lấy hai cái tủa nè, được chưa? Lọc lấy hai cái tủa này rồi cô nhận biết hai cái tủa này bằng cách. Bằng cách là gì? Y như trên luôn, cho nước dư vào. Rồi sục khí CO2 vào. Cái tủa nào tan là BaCO3, chính là gì? Sản phẩm của Na2CO3. Tức là chúng ta sẽ biết đó là cái, nếu chúng ta nhận biết đây là cái tủa BaCO3 thì chúng ta sẽ biết được Na2CO3. Rồi cái tủa không tan là BaSO4. Đây chính là sản phẩm của ai đây? Của Na2SO4 ở trên. Đồng ý chưa? Như vậy lúc này chúng ta đã nhận biết được ai rồi? Lúc này đã nhận biết được hai chất cuối cùng là Na2CO3 và Na2SO4. Đồng ý chưa nào? Là chúng ta có là phương trình phản ứng là y như cũ đây, y như đây đây, y như đây đây. Đây. Đó. Bây giờ cô nhắc lại nè, người ta yêu cầu chúng ta là chỉ dùng CO2 với nước để nhận biết được các chất này, chỉ dùng CO2 với nước thôi. Như vậy đầu tiên cô dùng nước để cô phân thành hai nhóm là nhóm tan trong nước và nhóm không tan trong nước. Còn bây giờ, đối với cái nhóm không tan trong nước
thì dựa vào tính chất BaCO3 là chất ký tủa nhưng mà nó lại tan trong cái CO2 với nước, do đó là cô sẽ sục tiếp CO2 vào cái nhóm 2 lúc này đã có sẵn nước trong đó rồi. Bây giờ thì cái tủa nào mà nó tan thì là BaCO3, còn cái tủa nào không tan là BaO4. Giờ như vậy là nhờ cái sục tiếp CO2 này vào chúng ta biết được hai cái tủa này. Đó, bây giờ muốn nhận biết ba cái muối còn lại thì cô đã nói với con là chi? Cô đã dùng nước để nhận biết ba cái muối này rồi thì cô không thể dùng nước được nữa. Ở đây cô cũng không thể dùng CO2 với nước đồng thời để nhận biết ba cái muối này. Bởi vì là ba cái muối này đều tan trong nước rồi, cô sục CO2 vô thì CO2 tác dụng được với Na2CO3. Tuy nhiên nó tạo thành muối NaHCO3, mà muối NaHCO3 là một muối gì? Một muối cũng tan trong nước luôn, cho nên cô không thấy cái hiện tượng gì hết á. Đồng ý vậy nè. Ở đây á là BaCO3 và BaO4 chúng ta đã biết là muối nào rồi. Tuy nhiên hai cái muối này đều là hai muối không tan, cho nên chúng ta không thể lấy hai cái muối này để đi tham gia vận trao đổi với ba cái muối này được, mà chúng ta phải biến cái muối này thành một cái muối tan. Như vậy cô sẽ lấy cái muối BaCO3 này, cô cho nước vô rồi sục CO2 đến dư thì cô sẽ thu được dung dịch BaCO3 tất cả hai lần, và đây là dung dịch muối tan. Cô nhỏ vào ba dung dịch muối màu trong nhóm 1 đã có sẵn nước rồi nha, hoặc là không có nước cũng được, bởi vì thực ra là dung dịch BaCO3 tất cả hai lần đi, nhưng mà chúng ta đã lấy cái nhóm 1 đi, là khi nãy chúng ta đã cho nước rồi chúng ta giữ nguyên vẫn được, được chưa? Thì cái mẫu thử nào có xuất hiện cái tủa là Na2CO3 với lại Na2SO4. Còn cái mẫu thử mà không có hiện tượng là NaCl. Yeah, như vậy là chúng ta qua đây chúng ta biết được NaCl. Vậy để nhận biết hai cái anh chàng Na2CO3 với Na2SO4 thì cô sẽ lập cái tủa của chúng. Cô không thể dùng chúng đi nhận, dùng cái chất nào để nhận biết được chúng nữa, cho nên cô phải dùng chất dung gian là hai cái tủa của nó. Và cách nhận biết thì dùng CO2 với nước tiếp. Cho các hóa chất đồng H2O4 đặc và các dụng cụ thí nghiệm, đàn cồn, bình cầu có nhánh, phễu, giá thí nghiệm, bình tam giác, bông tẩm dung dịch NaOH đặc. Hãy vẽ sơ đồ thí nghiệm điều chế RO2 và viết phương trình vỡ. Ở đây này, chúng ta lưu ý này, để điều chế RO2 trong phòng thí nghiệm chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là dùng muối Na2SO3 tác dụng với dung dịch H2O4 loãng. Cách thứ hai là dùng bột đồng tác dụng với dung dịch H2O4 đặc. Thì ở đây người ta đã cho đồng và H2O4 đặc. Và trong hình vẽ chỗ sách giáo khoa là có hình vẽ điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm. Thì trong đó là người ta dùng cái bình cầu không có nhánh. Yeah. Còn ở đây người ta yêu cầu dùng bình cầu có nhánh, có dùng phễu, giá thí nghiệm. Thì từ cái hình vẽ trong sách giáo khoa, từ hình vẽ trong sách giáo khoa chúng ta biến tấu một xí nha. Chúng ta biến tấu một xí thì cái hình vẽ nó được, hình vẽ điều chế nó như sau. Đây, đây. Ở đây là trong cái bình cầu có nhánh, đây, đây là cái nhánh này nè. Yeah. Trong bình cầu có nhánh, đồng ý chưa? Thì ở trên này cô có cái phễu đặt xuống. Cái phễu làm gì? Để cô nạp cái H2O4 đặt vào đây. Cô rót H2O4 đặt vào đây. Còn trong bình cầu là cô đã đựng sẵn cái bột đồng rồi. Dưới đây là cái đèn cồn đốt nóng lên. Rồi khi đầu tiên cô cho bột đồng vào trong cái bình cầu, sau đó đổ rót từ từ H2O4 đặt vào. Và dưới này là chúng ta sẽ đun nóng bằng đèn cồn. Thì khí SO2 được tạo ra từ phẩm nào? Khí SO2 được tạo ra từ phẩm nào? SO2 tạo ra từ phản ứng CO cộng với H2SO4 đặc nóng. Yeah. Nhớ tê độ nha, tê độ ghi trên bề tay nha. CO4 cộng cho SO2 cộng với nước, đồng ý chưa? Là khi đó khí SO2 nó bay lên. Khí SO2 nó bay lên. Bay lên đi vào trong bình thu khí SO2. Ở đây nhớ là khí SO2 là một khí tan nhiều trong nước, do đó chúng ta sẽ thu khí SO2 bằng phương pháp đẩy không khí, chứ không bằng phương pháp, không thu bằng pháp đẩy nước. Ở đây là trên cái miệng bình thu khí chúng ta có dùng bông tẩm dung dịch NaOH
để ngăn không cho khí SO2 thoát ra ngoài. Đó, chúng ta vẽ sơ đồ. Đây là cái giá, thấy chưa? Đây là cái giá đây, bộ giá này. Còn đây là có thể là chúng ta đặt lên cái bàn giá luôn, hoặc là chúng ta đặt trên cái bàn phòng thí nghiệm, được chưa? Bình tam giác để thu khí này. Bây giờ đề nó nói chúng ta là lựa chọn hai hóa chất, lựa chọn hóa chất nghĩa là chúng ta được thay đổi hóa chất này để điều chế hai chất khí khác, có thể điều chế cùng sơ đồ và dụng cụ thí nghiệm như đây. Đó, thì chúng ta chỉ được thay đổi cái hai cái hóa chất này thôi, còn cái sơ đồ điều chế vẫn y chang. Thì cô xin gợi ý với các con là trong như chúng ta có học những khí như hydro nè, oxy nè, khí CO2 nè, khí clo nè, đúng chưa? Rồi khí metan, rồi khí CH2, khí CH4. Thì ở đây cô xin chọn hai khí. Khí thứ nhất đó là khí CO2. Và phương trình phẫn của chúng ta là CaCO3 cộng 2HCl cho ra CaCl2 cộng CO2 cộng H2O. Đúng chưa? Và cô chọn cái khí tiếp theo đó là khí Cl2. Lưu ý rằng là gì? Cả khí SO2, cả khí CO2 và khí Cl2 đều là những chất khí gây ô nhiễm môi trường. Trong đó khí SO2 và khí Cl2 còn độc nữa. Cho nên là chúng ta phải dùng bông tẩm dung dịch kiềm để trên cái miệng bình thu khí để ngăn không cho chúng thoát ra khỏi môi trường. Vì sao như vậy? Bởi vì này chúng ta có SO2 là ra Na2SO3 cộng nước, là cái này là ngăn không cho SO2 thoát ra môi trường. Đó, tương tự này khí CO2 cũng vậy. Khí CO2 cũng bị dung dịch kiềm giữ lại. Đây là ngăn không cho CO2 thoát ra ngoài môi trường. Tương tự khí clo cũng là một khí độc. Cho nên nếu như cô dùng bông nuốt NaOH thì nó sẽ bị NaOH hấp thu và do đó sẽ không có. Cái này là ngăn không cho Cl2 thoát ra môi trường, được chưa? Đó, hòa tan 3,2 gam oxit một kim loại hóa trị 3 bằng 200 gam dung dịch H2O4 loãng. Khi thêm vào hỗn hợp sao phở một lượng CaCO3 vừa đủ, thấy thoát ra 0,224 decimet khối CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau đó cô cạn dung dịch thu được 9,36 gam muối khang, xác định oxit kim loại trên và nồng độ H2O4 đã dùng. Thì thực ra đây là một bài toán cũng đơn giản lắm con ạ. Bây giờ này kim loại cô đã biết chưa? Chưa biết, cô gọi R là kim loại cần tìm. Đúng chưa? Suy ra oxit của nó là gì? Là R2O3, bị R hóa trị 3 mà. Thì mình lưu ý giùm cho cô nè, thì rõ ràng là ở đây đề không có nói là oxit dư hay là H2O4 dư. Đề không nói oxit dư hay là H2SO4 dư, nhưng rõ ràng là khi thêm CaCO3 vào hỗn hợp sao vẫn thấy thoát ra khí CO2 không? Yeah. Tức là khi thêm CaCO3 vào hỗn hợp sao vẫn thấy thoát ra khí CO2. Như vậy là chứng tỏ là gì? Chứng tỏ rằng là gì? Là oxit kim loại đã hết. Và sao vẫn đó H2O4 còn dư. Còn dư thì nó mới phản ứng được tiếp với CaCO3 để sinh ra khí CO2. Như vậy cô có
R2 này, O3 này cộng với lại 3 lần H2SO4 thì nó ra muối R2SO4 tất cả 3 lần cộng 3 lần nước. Sau đó CaCO3 tác dụng tiếp với H2SO4 để cho ra RCaSO4 cộng với lại H2O cộng với CO2. Đồng ý chưa? Thì ở đây chúng ta có là VCO2 để cho là bằng 0,224 decimet khối, mà decimet khối chính là 0,224 lít luôn. Rồi từ đó cô tính được số mol CO2 là bằng 0,224 chia 22,4 là bằng 0,01 mol. Đó, 0,01 mol. Bây giờ vậy thì cô sẽ điền vào đây, điền số mol này vào đây. Là CO2 là 0,01 thì chỗ này cũng sẽ là 0,01. Chỗ này cũng sẽ là 0,01. Đồng ý chưa? Rồi, còn cái anh chàng R2CO3 số mol bao nhiêu thì cô không biết. R2CO3 số mol bao nhiêu cô không biết. Như vậy là cô sẽ đặt ảnh là X mol đi. Và axit sẽ là 3X, muối sẽ là X. Đồng ý chưa? Mà đề cho chúng ta biết là khối lượng của oxit là mấy? 3,2 là MR2O3 là bằng nhiêu? Khối lượng nha. Mình biết rồi á, khối lượng là bằng gì? Khối lượng là bằng M lớn nhân số mol, là bằng 2 lần M lớn R, tức là 2 nhân X cộng 3 lần O2 là 16 nhân 3 nhân số mol là A thì sẽ bằng 3,2 gam. Thứ hai là chi? Khối lượng muối thu được. Khối lượng muối thu được của cô á là bằng là MR nhân 2 nè. Muối là gồm 2 muối nha. 2 muối nha. 2 muối. Con biết là CaSO4 là nó là cái tủa, nhưng mà khi cô cạn dung dịch á thì nước bay hơi, cho nên cái muối CaSO4 nó vẫn được tính trong cái muối khang đó nghe. Cộng cho nè, SO4 là 96. 96 nhân 3 rồi nhân số mol là A nè. Cộng CaSO4 là bao nhiêu? Canxi 40 cộng cái gốc nó 96 nữa là 136. 136 nhân 0,01 thì bằng là 9,36 gam. Đồng ý chưa? Đây mình nhìn cho kỹ lại nha. Nhớ là khi mà cho CaCO3 vào là người ta nói là cho vừa đủ nha. Cho nên CaCO3 cũng hết mà axit cũng hết luôn. Sau hai phản ứng đó thì axit cũng hết luôn. Rồi bây giờ này cô nhân ra nè. Ở đây cô nhân ra nha. Là cô có 2 nhân MR nhân A này cộng cho 48A này thì bằng 3,2, được chưa? Còn cái chỗ này nè, cô nhân ra nè. Là cô sẽ có là 2 nhân MR nhân A này cộng 96 nhân 3 là mấy? 96 nhân 3 là 288A này. Giờ thì bằng nhiêu? Rồi 9,36 trừ cho 8 này. Đó. Bây giờ các con coi nè, như vậy là cô có ẩn số thứ nhất là 2MR nhân A này. Ẩn thứ nhì của cô là A này. Không biết chưa? Rồi, cô có máy tính của giải hệ nè. 1 5 1 2 4 8 3 2 2 2 8 8 8 là cô giải được là MR
nhân A là bằng 1,12 và A là bằng mấy? 0,02. Sau đó cô thế cái A đi vô đây, thế cái A 0,02 vô đây thì cô sẽ thi được là MR bằng 1,12 chia 0,02 là bằng 56. 56 đơn vị là gam thêm mol, tức là R là Fe. Và oxit cần tìm là ai? Là Fe2O3. Như vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi là oxit rồi. Nhớ nghe, ở đây cả cái này là chúng ta là tính nó là một ẩn, cho nó dễ làm. Chúng ta cần xác định nồng độ phần trăm của dung dịch H2O4 đại dùng mà chúng ta có khối lượng dịch rồi nè. Đó, 200 gram nè. Đồng ý nha. Chúng ta chỉ cần tính chất tan rồi thôi. Mà số mol H2O4 là 3X cộng 0. Ủa chưa cha. Trên đây cô đặt X mà dưới đây cô dùng số mol là A thì. Sorry nha, vậy cho nên A nghe không? Trời ơi, răng đặt X rồi đi dùng A vậy trời. Nãy giờ là chắc ngồi, lúc đầu định chọn ai là X. Chắc bị lộn từ chỗ đấy. Nhớ ngay cái A này là số mol của R2O3 nha. Như vậy số mol của H2O4 là bằng 3A cộng 0,01. Là 3A cộng 0,01. Mà A chúng ta có rồi là 0,02, vậy đây là 0,07 mol. Vậy cô sẽ tính được nồng độ phần trăm của dung dịch H2O4. Là chúng ta lấy khối lượng chất tan, là lấy số mol nè, nhân mà lớn này, rồi nhân cho 100 này, chia cho bộ dung dịch này. Đó, C phần trăm bằng mờ chất tan nhân trăm chia C phần chia cho mờ ống dịch. Ba phép 43%. Nồng độ dung dịch H2O4 đã dùng là 3,43%. Viết phương trình phản ứng thể hiện mối liên hệ sau. Thì cái sơ đồ này á, cái sơ đồ này thì các con lưu ý nè. Đây. Là cái sơ đồ biểu thị mối liên hệ giữa oxit, bazơ oxit, axit muối đó. Thì ở đây là hắn có cái sự liên hệ giữa oxit, axit để ra muối. Cho nên tốt nhất á là chúng ta nên dùng cái muối của cái axit có oxy. Mà cái muối của axit có oxy mà chúng ta gặp đó là muối của axit H2SO4. Đồng ý chưa? Do đó chúng ta sẽ lấy cái axit này là axit H2O4 và cái oxit tương ứng của nó sẽ là SO3. Đồng ý không? Mà từ oxit axit mà muốn ra muối, rồi từ muối lại ra bazơ, rồi từ bazơ lại ra muối lại. Đó, từ bây giờ lại ra muối lại. Vậy thì ở đây là cô sẽ dùng hợp chất mà các bazơ từ oxit bazơ mà muốn ra muối như vậy thì các con phải dùng một cái bazơ tan. Thì ở đây là cô sẽ chọn bazơ tan đó là NaOH. Đồng ý nha. Cái bazơ muốn ra muối nè thì cái bazơ này bắt buộc phải là bazơ tan nè. Đồng ý nha. Và thứ hai là cái oxit bazơ này nè, cái oxit bazơ này á là nó phải ra bazơ, oxit bazơ thì nó phải ra bazơ thì cô sẽ dùng là bazơ tan. Đồng ý chưa? Còn từ bazơ mà muốn ra oxit bazơ, thì cái bazơ đó phải là bazơ không tan, chứ còn cái bazơ tan thì không thể nào mà nhiệt phân để cho ra oxit bazơ được. Đồng ý chưa? Cho nên thành ra là viết phương trình phản ứng thể hiện mối liên hệ sau. Thì thực ra ở cái bài này á, nếu mà sơ đồ như vậy á thì chúng ta có thể chọn các chất bất kỳ không có mối liên quan với nhau vẫn được. Tuy nhiên để mà các con dễ theo dõi thì cô sẽ cố gắng cái nào mà
Cái số 2 này, lưu ý là từ bao giờ muỗng râu xích bao giờ thì bắt buộc nó phải là bao giờ không tan, cho nên cái số 2 cô sẽ không thể lấy được trong cái cùng một chuỗi như vậy. Thì cái số 1 từ oxit bây giờ muốn ra bây giờ thì cô sẽ chọn Na2O cộng với nước thì sẽ ra NaOH. Còn cái số 2 là cô xin bằng phép với các con là cô sẽ chọn FeOH tất cả 3 lần. Cô tê độ lên. Tụi con nhớ viết mũi tên trên, viết cái tê độ trên mũi tên nha. Rồi, phần số 3. Phần số 3 của cô nè. Phần số 3 của cô là từ oxit bazơ muốn ra muối thì cô lấy là Na2O cộng muốn ra muối là cô cộng với H2SO4 thì sẽ cho ra Na2SO4 cộng với nước. Rồi cái phần số 4 á thì nó lại không đi đi kèm với cái phần số 4 này á. Cái phần số 4 thì nó lại không đi với cái Na được. Ví dụ muối ở đây là phần số 4 cô lấy CaCO3. Là cô thủy nhiệt phân lên. Thì cô sẽ thu được oxit bazơ là CaO cộng với lại nước. Thực ra là không chỉ có mình cái CaCO3 mới tê độ được đâu, cô có thể chọn muối MgNO3 tất cả 2 lần cô nhiệt phân thì thu được MgO, hoặc lấy BNO3 tất cả 2 lần nhiệt phân được thì cô thu được MgO. Thì cái phần đó là cái phần nâng cao hơn nha. Bây giờ phần số 5. Phần số 5 của cô á là từ muối muốn ra bao giờ, ví dụ từ muối muốn ra bây giờ, ví dụ cô có Na2O4, được chưa? Cô cộng với BaOH tất cả 2 lần thì cô sẽ ra được NaOH. Đó. Hoặc là gì? Cô có thể lấy muối NaCl, cô đem đi điện phân dung dịch muối ăn có màng ăn thì cô sẽ thu được NaOH. Vậy phản ứng số 6 của cô là gì? Phản ứng số 6 là từ bazơ mà ra muối, ví dụ NaOH. Cô cố gắng cô lấy những cái gì có liên quan, cô sẽ lấy liên quan nha. Cộng với H2SO4 thì sẽ cho ra muối Na2SO4 cộng với nước. Đó. Bây giờ phản ứng số 7 thì sao? Phản ứng số 7 là từ oxit axit mà ra muối. Thì cô đã nói như khi nãy là cô chọn SO3. SO3 cô cộng với NaOH thì cô sẽ ra được Na2SO4 với nước. Phản số 8. Từ muối, phần số 8. Phần số 8 là từ oxit axit lẻ SO3 cộng với nước thì sẽ cho ra axit H2O4. Rồi phần số 9. Phần số 9 thì đang đây. Phần số 9 là từ muối cho ra axit, từ muối cho ra axit nha. Từ muối mà muốn ra axit thì cô sẽ có là AgNO3. Cô cho cộng với HCl thì nó sẽ ra cái tụ AgCl cộng với axit HNO3. Đó, đó là phản ứng cho ra axit. Phản ứng số 10. Phản ứng số 10 của cô đó là gì? Là từ axit cho ra muối. Ví dụ H2SO4. Cô cộng với cô cộng với lại Na2SO3 đấy. Cô viết khác phương trình, các phương trình khác chứ mà. Ra được là Na2SO4 cộng với lại khí CO2 cộng với H2O. Đó.
khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là các khí CO2 và H2. Vậy làm thế nào để loại bỏ được các tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất thiết các phương trình học xảy ra? Thì tạp chất của chúng ta là ai đây? CO2 là 1, H2 là 2, đúng không? CO2 và H2 đều có một tính chất hóa học chung, đó là chúng là oxit, axit. Còn CO là oxit trung tính. Do đó để loại được hai cái tạp chất CO2 và H2 thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước môi trường dư. Như đó khí CO2 và H2 bị giữ lại. Còn khí CO thoát ra ngoài, chúng ta sẽ thu khí CO. Tinh khiết, đồng ý chưa? Sở dĩ CO2 và H2 bị giữ lại bởi vì chúng tác dụng được với dung dịch nước môi trường để tạo thành muối và nước. Đây là tính chất đặc trưng của gì? Oxit axit. Đó. Chúng ta sẽ dùng dung dịch nước vôi trong là rẻ tiền nhất. Trình bày cách pha loãng H2O4 đặc và giải thích. Thì như các con đã biết là H2O4 đặc là một chất háo nước. Nó hút nước và khi hút nước thì tỏa ra nhiều nhiệt. Do đó, nếu chúng ta rót nước vào H2O4 đặc thì nước sẽ sôi và bắn ra xung quanh, rất là nguy hiểm. Các con hãy xem cái thí nghiệm minh họa này. Rót nước vào H2O4 đặc này. Nước sẽ sôi lên và bắn ra xung quanh này. Vì vậy mà để pha loãng dung dịch H2O4 đặc thì chúng ta sẽ rót từ từ H2O4 đặc vào nước và khuấy nhẹ, tuyệt đối không được làm ngược lại. Chúng ta sẽ xem cái cách pha loãng H2O4 đặc như sau. Cho H2O4 đặc vào nước, sau đó sẽ khuấy đều. Chúng ta rót thật từ từ H2O4 đặt vào nước, sau đó khuấy đều. Khuấy nhẹ nhàng thôi. A là dung dịch H2O4 0,2M, còn B là dung dịch H2O4 0,5M. Phải trộn A và B theo tỷ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch H2O4 0,3M? Thì đây là cái loại bài toán trộn hai cái dung dịch có cùng chất tan. Đây, các con thấy chưa? Trộn hai dung dịch có cùng chất tan. Thì chúng ta sẽ thu được dung dịch mới cũng là dung dịch đó, cũng là dung dịch đó. Nhưng cái nồng độ của nó sẽ là nằm khoảng giữa cái nồng độ của hai dung dịch chúng ta trộn lại. Thì ở đây theo đúng cái công thức nha. Thì... ở đây các con có thể dùng đường chéo cũng được nha, nhưng mà cô sẽ dùng công thức trung bình luôn. Thì nồng độ mol, nguyên tắc này, nồng độ mol của dung dịch thu được theo công thức này, C bằng này, bằng C1 nhân V1 cộng C2 nhân V2 tất cả chia cho V1 cộng V2. Nói tóm lại là gì? Nồng độ của dung dịch thu được sẽ bằng gì? Bằng số mol chất tan. Số mol chất tan trong dung dịch thứ nhất cộng số mol chất tan trong dung dịch thứ hai chia tổng thể tích của hai dung dịch. Đó. Tức là C1 là nồng độ mol của dung dịch thứ nhất, V1 là nồng độ mol dung dịch thứ hai, nồng độ mol thứ nhất, còn C2 nồng độ mol của dung dịch thứ hai, V2 là thể tích của dung dịch thứ hai. Đồng ý nha. Còn C là nồng độ mol của dung dịch thu được. Vậy đây chúng ta sẽ có là gì? Áp dụng thức chúng ta có nha. Như vậy rõ ràng là cái dung dịch cô thu được nồng độ nhiêu? 0,3. Rồi, nồng độ dung dịch thứ nhất 0,2 nhân thể tích dung dịch A là VA, được chưa? Cộng nồng độ dung dịch thứ hai là 0,5
nhân thể tích dung dịch là VB. Tất cả chia cho VA cộng cho VB. Mà đề nó hỏi chúng ta là trộn theo tỷ lệ thể tích như thế nào? Trộn theo tỷ lệ thể tích như thế nào là muốn chúng ta tìm cho được cái tỷ lệ VA chia VB. Muốn chúng ta tìm cho được cái tỷ lệ VA trên VB. Trộn như thế nào là muốn chúng ta tìm cho được VA trên VB. Vậy cô sẽ nhân cái này qua ha. Là cô sẽ có 0,3 nhân cho VA cộng VB. Được chưa? Thì bằng 0,2 nhân VA cộng 0,5 nhân cho VB. Này chẳng qua là quy đồng toán học thôi. Vậy chúng ta sẽ có là 0,3 nhân VA cộng 0,3 nhân VB thì bằng 0,2 nhân VA cộng 0,5 nhân VB. Rồi chuyển vế sang. Cái này là bước tiếp theo này là của môn toán nha. Không còn của môn hóa nữa nha. Đó. Chuyển cái VB sang vế nha. Rồi. Vậy cô sẽ có gì đây? Là VA 0,3 VA trừ 0,2 VA là ra 0,1 VA này. Còn cái này là 0,5 VB trừ 0,5 VA. 0,5 VB trừ 0,3 VB là còn 0,2 nhân VB này. Mà đề nó yêu cầu chúng ta là phải tính ra được cái là VA trên VB bằng nhiêu. Vậy cô có VA chia cho VB là bằng 0,2 chia 0,1. Cái này là chúng ta rút theo tỷ lệ bằng nhau đó, tức là bằng 2. Như vậy kết luận như vậy phải trộn dung dịch A và dung dịch B theo tỷ lệ thể tích là hai mấy, là 2:1.